đang xem video tại kênh YouTube Review Dan đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Thì ra muốn dỗ đoạn gia diễn nguôi giận thì chỉ cần một câu xin lỗi của Lộ Tinh Tử. Thấy Lộ Tinh Tử đột nhiên tiến về phía mình, đoạn gia diễn lập tức ngơ ngác luôn. Đây chính là cảm giác ngột ngạt từ uy thế của Alpha sao? Đoạn gia diễn có chút giận. Được đó, tên tiểu tử này dám chơi bẩn với cậu. Muốn dùng ký hiệu để ép tôi, vậy để ba ba cho cậu biết thế nào gọi là. Không ngờ tới lúc này Lộ Tinh Tử đột nhiên xin lỗi cậu là tôi không đúng tôi không nên nói cậu ngốc tống ý và trần việt ngồi phía sau nhìn một màn này há hốc mồm đoạn gia diễn cũng kinh ngạc tới rất cầm. lộ tinh từ xin lỗi mình ư tiếp đó đoạn gia diễn đỏ mặt đáp nếu như cậu đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không phải không thể tha thứ sau khi về nhà nhớ tự vấn lương tâm mỗi ngày về sai lầm hôm nay nhắc nhở chính mình cả đời đừng phạm phải nữa nhìn bộ dạng tự đắc của cậu lộ tinh từ cạn lời tôi cho cậu một bậc thang để đi xuống cậu còn lên mặt ngày thi tháng. Đoạn gia diễn vẫn còn cố gắng bổ sung kiến thức. Tống y thấy vậy tiến đến nhắc nhở. Chỉ còn 20 phút nữa là bắt đầu thi rồi, cậu thực sự không vào nhóm phao à? Đoạn gia diễn vẫn kiên trì muốn thi bằng thực lực. Giáo viên vào nhắc nhở mọi người trong lớp dọn dẹp phòng thi. Đem toàn bộ đồ dùng học tập của bản thân ra ngoài phòng thi của mình. Lúc này, đoạn gia diễn vươn tay chọt chọt lộ tinh từ bên cạnh. Tiếp đó, nắm ba chiếc bút hướng về phía anh thành tâm hành lễ. Lộ tinh từ hỏi đoạn gia diễn, đây là loại chủ ẻo mới à, đoạn gia diễn bày tỏ đây là đang bái học thần. Mong anh phù hộ cho cậu thi đạt tiêu chuẩn. Lộ tinh từ nhắc nhở cậu cố gắng viết hết bài văn. Lúc này đoạn gia diễn còn trêu chọc. Tôi sẽ viết, lớp trưởng lộ tinh từ của lớp tôi, mặc dù cậu ta có chút ngốc, nhưng là một người vui vẻ khi giúp người khác, là một lớp trưởng nhiệt tình lương thiện. Vừa nghĩ tới gương mặt ngậm cười của lớp trưởng, tôi liền có thể viết hết bài văn trong vài phút. Nghe xong lộ tinh từ hạn hán lời, gương mặt ngậm cười là từ dùng để miêu tả người chết đó cậu tạch ngữ văn rồi đó đoạn gia diễn bị anh chọc tức nhìn bóng lưng hùng hổ rời đi của cậu trần việt thắc mắc mối quan hệ của cậu và đoạn gia diễn lại tốt như vậy từ lúc nào nhưng cậu ta còn chưa nói hết câu đột nhiên có một bạn học bước tới hỏi lộ tinh từ thơ cổ sẽ thi vào câu nào để cậu ta viết vào tay trước lộ tinh từ cũng không biết nên khuyên cậu ta thế nào sau cùng anh vẫn giúp bạn học khoanh vùng một vài câu xong xuôi anh quay qua hỏi trần việt vừa rồi đang nói cái gì thấy cậu ta nói không có gì lộ tinh từ liền xoay người đi tới phòng thi của mình trong lòng trần việt vẫn tràn ngập tò mò lộ tinh từ thật nhẫn nại với đoạn gia diễn có nhiều khi nhẫn nại tới mức như đang dụ dỗ phía bên này đoạn gia diễn cũng tới phòng thi giang kỳ niệm cũng thi ở phòng này đoạn gia diễn trông thấy một nam sinh đá vào bàn của cô nói này cục tẩy của tôi rơi rồi phiền cậu nhặt lên giúp nhân lúc giang kỷ niệm cúi xuống nhặt tẩy đối phương công khai nhìn trộm vừa trông thấy một màn này đoan gia diễn liền cảm thấy không vui Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like, share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.